ra trong suốt 2 năm qua. Cái điều mà thiêng liêng nhất của người Phật tử chúng ta có thể làm được, đó chính là một tâm nguyện. Một tâm nguyện lành rạng ngời mặt đất, một niệm tỳ hỷ tươi mát nhân gian. Tâm niệm lành của các vị trong phút giây này có thể làm cho mặt đất này tươi mát hơn. Một tâm niệm hỷ xả của các vị trong đêm hồng linh thiêng này sẽ làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Ta thử hỏi rằng, đã bao lần trong cuộc đời ta đem tất cả tâm tư nguyện vọng của mình để mà cầu nguyện như vậy? Ta thử hỏi rằng, đã bao nhiêu ngày trong chuỗi ngày của kiếp sống này mà chúng ta có được phút giây tĩnh lặng để mà hướng vọng nơi Phật đài mà cầu nguyện? Chính vì vậy, trong giờ phút linh thiêng này, chúng tôi chỉ mong mỗi một điều: quý vị hãy an tọa thiền trung, tĩnh lặng thân tâm để hướng vọng tâm thành của người công Phật. Tạ ơn Đức Phật đã chỉ đường cho cô trong cuộc đời. Tạ ơn chánh pháp đã soi sáng cho con trên đường đi. Tạ ơn tăng đã dắt dìu con vượt qua khổ hải của đời sống này. Trong giờ phút này, chúng con nhận thấy hình ảnh của chư Tôn Hòa Thượng, chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đang từ từ tiến về hội trường để chứng minh cho đêm lễ hóa trăng cầu nguyện. Xin tất cả hội chúng đứng dậy trong yên lặng, chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà như một lời cung kính của tấm lòng người Phật tử đối với hình ảnh của tăng già. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Quang cùng chư Tôn Thượng Tọa Công Tăng Đoàn an tọa. Xin các ngài quay mặt về phía dưới tất cả thiện nam tín nữ, và xin mời gọi tất cả quý vị cùng an tọa trong chánh niệm. Kính bạch trên quý ngài,
kính thưa đại chúng, để cho buổi khóa đăng diễn ra trang nghiêm, giờ này xin mời các vị trong ban tổ chức hãy truyền những ngọn nến đến trước chư tôn đức, cũng như tất cả quý vị. Xin ban tổ chức, các anh chị trong ban tổ chức Chánh Hạnh Foundation truyền những ngọn nến ở phía dưới đến cho tất cả quý thiện nam tín nữ đang ngồi ở tại phía dưới, bởi vì chúng ta không đủ thời giờ để truyền đăng. Tuy nhiên, để cho các vị dành tất cả năng lượng, dùng đôi bàn tay màu nhiệm của mình nắm giữ ngọn nến trên tay để chúng ta gửi lời cầu nguyện. Vì vậy xin các vị, sau khi các vị đã có ngọn nến trên tay của mình, hãy dùng đôi bàn tay màu nhiệm nâng niu trước ngực của các vị, để chúng ta dốc lòng đem tất cả tâm thần của người học trò Đức Thế Tôn sẽ bắt đầu chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng này. Xin các vị có thể tắt bớt những ngọn đèn ở phía dưới khu nhà bếp, để chúng ta có một không gian thật sự tĩnh lặng trước khi bước vào đêm hội hoa đăng kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà, cũng là đêm hội trong khóa tu để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc, cầu nguyện cho bao nhiêu người đang mắc phải căn bệnh COVID-19 sớm được qua đi, và những nạn nhân đã ra đi trong dịch bệnh thì cũng nương nhờ cái pháp lực này mà sanh về cảnh giới an lạc. Xin các vị chúng ta giữ yên lặng nhất trong tâm hồn của mình. Như chúng tôi đã thưa với các vị, chúng ta đang ngồi đối diện với đời sống nội tâm của chính mình để lắng nghe tiếng lòng của chúng ta, lắng nghe năng lượng bình yên từ trong tâm thức của mình, đem tất cả tâm thần để tri ân đến Tam Bảo. Và trong giờ phút này, chúng con như cảm nhận được rằng mười phương chư Phật đang hiện tọa đạo tràng, hồn thiên sông núi cũng đang có mặt ở đây. Chúng con xin thành kính cung thỉnh quý ngài niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để bắt đầu cho đêm hội hoa đăng cầu nguyện. Thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Quang khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Phật. Trong giờ phút linh thiêng này, tiếng chuông chùa xin được vang lên như mời gọi mọi người cùng bước về con đường của bình an tịnh giác. Tiếng chuông chùa cũng là tiếng chuông siêu độ cho bao an linh pháp vượng đêm ngày biết quay về với nẻo chánh đạo. Tiếng chuông chùa như một lời cầu nguyện vang xa vang mạnh cho những người đang lạc lối ở đâu đây trở về con đường của tịnh giác. Giờ này lễ khô chuông cầu nguyện
xin được bằng lòng. Lắng lòng
tiếng chuông chùa, là tiếng chuông cầu nguyện được vang lên, hòa quyện vào trong tâm niệm từ bi của người cúng Phật để bắt đầu cho đêm hội hoa đăng. Tuy nhiên, hội hoa đăng hôm nay nổi lên điều gì, và hoa đăng hôm nay sẽ hướng vòng về nơi đâu, và hoa đăng hôm nay đã thắp lên ngọn nến gì trong tâm thức của người tu Phật? Giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Quang cho chúng con vài lời trong ý nghĩa đêm hội hoa đăng. Xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Trúc Đại, người tổ chức chương trình tu học tìm về ánh đạo cũng như đêm hoa đăng hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng cùng về đây hướng dẫn các Phật tử tu học. Kính thưa tất cả quý Phật tử có mặt trong khóa tu, và đặc biệt là đêm hoa đăng ngày 11 tháng 12 năm 2021 tại hội trường trường trung học đây. Hôm nay thầy sẽ giải thích về ý nghĩa hoa đăng. Thì trong tay các vị có một đóa hoa đăng. Vâng. Thì đóa hoa đăng này, truyền thống thắp hoa đăng được xuất phát từ thời Đức Phật Bổn Sư còn tại thế. Có một bà lão ăn mày đã đem cả thu nhập ít ỏi của mình thay vì mua thức ăn, đã nhịn đói để mà mua dầu cúng Phật. Khi nghe tin Đức Thế Tôn về thuyết pháp nơi vườn ngự uyển của vua A Xà Thế, và với số tiền ít ỏi đó, bà cũng không có đủ để mà mua cây đèn, cho nên người chủ bán đã cho ba mượn cây đèn và đựng cái dầu để thắp cúng vào đêm thuyết pháp của Đức Phật. Và buổi thuyết pháp Đức Phật đã kết thúc, Chư Tăng trong cả ngàn ngọn đèn do vua cúng dường thì có một ngọn đèn của bà lão ăn mày tâm thành chí thiết tha thiết đó. Các tỳ kheo mới tắt đèn để nghỉ ngơi, nhưng mà các vị đều tắt không được, tắt tất cả các ngọn đèn, chỉ riêng cái ngọn đèn cuối đó tắt không có được. Ngài A Nan hỏi không tắt, rồi đến mời trưởng lão Mục Kiền Liên và vị thần thông đệ nhất hỏi không tắt. Cuối cùng Đức Phật nói thôi thôi, Mục Kiền Liên với cái thần thông của A-la-hán của ông làm sao có thể thổi tắt ngọn đèn do một vị Phật tương lai thắp lên. Đức Phật đã thọ ký ra bà lão ăn mày cúng cái ngọn đèn dầu đó trong cái đêm thuyết pháp để soi sáng. Thì có lẽ cái xuất phát ngọn hoa đăng ban đêm từ cái câu chuyện tức cúng dường bà lão ăn mày đó bằng tấm lòng thành. Cho nên ý nghĩa hoa đăng đầu tiên mình phải lòng thành. Và thầy hỏi đại chúng mình đủ lòng chí thành chưa? Và để tạo lòng chí thành đó, cho nên đầu tiên lễ hoa đăng chúng ta có những bài hô chuông, những tĩnh tâm để chúng ta đem tâm trở về trong giây phút hiện tại, đúng không ạ? Chánh niệm tỉnh giác tha thiết, khởi lòng cầu nguyện. Thứ hai nữa, ý nghĩa hoa đăng đã là xuất xứ, bây giờ ý nghĩa hoa đăng
Thì đầu tiên chúng ta nhìn ngọn đèn này, là ngọn lửa này, đó là sinh mệnh của chúng ta. Sinh mệnh có dài có ngắn, ta thọ có yếu, nhưng cuối cùng phải chấm dứt. Như ngọn đèn hoa đăng có cháy lâu cháy mau, nhưng cuối cùng cũng phải gì, phải tắt, đúng không? Chúng ta rồi cũng phải chết. Cho nên quán chiếu về ngọn đèn hoa đăng, lính về giải thoát đạo đã thấy sinh mệnh của mình mỏng manh vô thường như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào. Để mình nỗ lực khi còn sống, còn thở, mình hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực tu phước, nỗ lực tu tuệ, nỗ lực gieo duyên lành cho tất cả chúng sinh. Ta thấy được trân quý bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa đã là chim bao. Và cái nữa, ngọn đèn này được đặt trên một đóa hoa sen, các vị đúng không ạ? Đóa hoa sen nó tượng trưng sự gia hộ chư Phật. Chúng ta tu tập nhờ sự gia hộ phước đức, nhờ sự gia hộ của trí tuệ, nhờ sự gia hộ của chư Phật, mà sinh mệnh vô thường của mình nó không bị tắt giữa chợt, tức là mình không bị yếu thọ, hay là trong kinh Diệu Sư nói, mình không bị vướng vào chính loại hoặc tử, tức là bệnh không đáng chết, mình lại chết ngang, tức là vượt qua những cái tai nạn đó, nhờ cái phước đức của mình, nhờ cái lòng tin, nhờ sự tu tập, đó là cái đóa hoa sen, đúng không ạ? Nên chúng ta phải tin Phật, tưởng Phật, niệm Phật, thì cái sự gia hộ ngọn đèn nằm trong đó hoa sen như là cản gió những cái vô thường bất an cuộc đời, mình sống trọn tuổi trời trong ngọn đèn nó không bị tắt bất chợt nếu mà không có sự bảo vệ xung quanh. Cho nên ngoài lòng chí thành, mình phải có lòng tin cầu nguyện về sự gia hộ của chư Phật, đó là nghĩa thứ hai, đúng không? Nghĩa thứ ba, đây là Bồ Tát đạo, ngọn đèn trong như đêm, giống như chúng ta ở trong đêm trường vô minh, chúng ta cần phải có trí tuệ để soi đường dẫn lối chánh pháp, chính là ngọn đèn. Đức Phật đã dạy này các tỳ kheo, các ông hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giáo pháp của ta làm đuốc, hãy theo giáo pháp của ta mà tự giải thoát, đừng tìm sự giải thoát ở một người nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các ngươi. Cho nên ngọn đèn là ngọn đèn trí tuệ được thắp sáng từ chánh pháp của Đức Phật, của Đức Thế Tôn. Xin thắp cho nhau một ngọn đèn để cùng soi sáng giữa đêm đen, soi đường cũng chính, soi mình lại cho hết mê lầm đã bao phen. Cho nên trí tuệ là thấy được mình, soi đường cũng chính, soi mình lại mà thấy được mình là ai, tham sân si phiền não như thế nào, nỗi khổ niềm đau từ đâu mà ra, từ nơi tham chấp không biết buông xả. Thứ ba kế nữa, thứ tư ý nghĩa, còn đèn hoa đăng là gì? Là tâm từ bi. Trong một đêm giá lạnh, một ngọn đèn đủ sức sửa ấm, giúp cho một kẻ cô đơn lạc lõng qua được cái đêm trường giá rét. Chúng ta thắp ngọn đèn sửa ấm cho nhau, sửa ấm cho đời là lòng từ bi của một người phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát đạo. Và cuối cùng, nghĩa thứ năm của ngọn đèn hoa đăng là gì? Đây là ngọn lửa truyền từ Đức Thế Tôn, gọi là truyền đăng tục diệm. Cho nên đầu tiên thầy Trúc Đại đó, thay vì mình truyền đăng đăng lý ra ở bên Taiwan, Đài Loan, mình phải thắp từ Đức Thế Tôn ngọn đèn đó, rồi thắp truyền cho quý thầy, quý thầy truyền cho các Phật tử thắp á, thì mang ý nghĩa truyền đăng. Và sáng thầy đã dạy rồi, kính lại bao đời chư tổ, nói truyền chánh pháp Như Lai, xả thân trao đèn tiếp lửa cho đến con thế hệ hôm nay. Đó là truyền đăng tục diệm nha. Cho nên ngọn lửa này là ngọn lửa chánh pháp được trao truyền từ Đức Thế Tôn. Và bây giờ mình truyền cho nhau là gì? Nguyện tiếp đường xưa thầy tổ, truyền đèn nói lửa tương lai,
trải thân một lòng hành đạo gian lao nhiều kiếp chẳng nào. Chính vì ngọn lửa này cho nên đây là ngọn lửa Bồ Đề Tâm, ngọn lửa Bồ Tát Hạnh, ngọn lửa chánh pháp. Cho đến khi thành Phật, cho nên trở lại Đức Phật mới thọ ký cho bà lão ăn mạc, cuối cùng sẽ thành Phật. Thôi thôi, này một kiền liên, ông đừng dùng thần thông A-la-hán mà có thể thổi tắt được ngọn lửa của một vị Phật tương lai. Cho nên tối hôm nay xin đại chúng cùng với chư Tăng, chúng ta cùng nhau hãy phát khởi Bồ Đề Tâm, Đại Bi Tâm, phát khởi Bồ Tát nguyện, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cầu nguyện cái dịch bệnh sớm tiêu trừ để mọi người sống an vui hạnh phúc, cầu nguyện ánh sáng chánh pháp được soi tỏ giữa cõi đời vô minh tâm tối này, để kẻ không tin cái nhân luân hồi nhân quả khởi được lòng tin, để kẻ bất thiện biết bỏ ác làm lành, để kẻ bất hiếu biết quay đầu xa hoa với cha mẹ, để kẻ phỉ báng Tam Bảo khởi được lòng tin sâu chính Phật trọng tăng, để hộ trì chánh pháp và nguyện cho mọi người tin sâu Phật pháp, để mà truyền trì chánh pháp, để cho chánh pháp tử trụ nơi cõi Ta Bà. Đó là ý nghĩa hoa đăng tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ trong lời dạy của Hòa Thượng, chúng con như cảm nhận được rằng nguồn lúa trí tuệ từ nơi Đức Thế Tôn đã được truyền trao qua 26 thế kỷ mà hiện tại đang tái diễn tại nơi đây. Chính những lời khai thị của Hòa Thượng như thắp lên nguồn lúa trong trái tim của chúng con, đã thắp sáng được ngọn đèn tề giác trong tâm thức của chúng con ngay trong phút giây này. Đây là một khả năng thiêng liêng cho chúng con trong đêm hội hôm nay. Xin được hướng vọng về Hòa Thượng thành kính tri ân Ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính bái phục dưới chân Phật đài, tòa sen dẫn dắt tâm từ bi, ngàn năm cũng sẽ không phai mờ, lòng bác ái chúng sanh nương nhờ, từ lâu chẳng biết đâu bến bờ. Phật là cửa từ bi cho tâm con nương náu, con vì tham sân si nên tội lỗi ngàn đời. Hôm nay chúng con về đây quỳ dưới chân Phật đài, nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng và trang nghiêm cõi A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A hạnh phúc.
đảm bảo chứng chỉ tâm lành, từ bi giúp khổ đau không còn, vạn tâm thức khát sâu lòng son, Phật soi sáng trái tim nhân từ là chân lý xóa tan hận thù, trần gian sẽ thoát cơn ngục tù. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cùng nhìn mãi dưới chân Phật đài, tòa xin dẫn dắt tâm từ bi, ngàn năm sẽ không phai mờ, lòng bác ái chúng xin nương nhờ, từ lâu chẳng biết đâu bên bờ, lời Phật đã khắc sâu trong lòng, tận tâm hướng theo bao điều hay, tìm giải thoát chốn A Di Đà, hạnh phúc bao dẫn soi đạo tràng, nghiệp duyên sẽ thoát cơn nguy nan, thân khẩu ý dốc tâm tu hành, lùi xa những sân si thị phi, về sau chân khỏi cơn mê lầm, đường chân giác bước chân thân trầm, diệt mê đắm sâu xa dương trần. Nguyện tôn kính khấn A Di Đà, dùng che chở phúc âm gần xa, vong sinh tử kiếp sau luân hồi, vạn hoa nở thắm tươi cuộc đời, về phương có âm dương giang ngời, trang nghiêm kính bái A Di Đà, ngài quan chiếu độ người hiền nương, khi màn kiếp ở nơi ta bà, Phật soi sáng thức tâm nhu hòa, về thế giới của A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chư tôn đất cộng quý vị Phật tử. Xin được cảm ơn em bé rất là dễ thương.